Xin chào các bạn, đây sẽ là cuộc thảo luận về thuật toán của chúng ta và bài giảng mẫu số 6, giao dịch phổ thông, đặc biệt là giao dịch với phía bi, sức đề kháng thanh khoản chạy và thực hành. Được rồi, rõ ràng là không cần xem qua tất cả chi tiết như tôi đã làm trước đó, video cho mô hình này. Trong khoảng thời gian bạn dành cho tôi, rõ ràng bạn có thể thấy rằng có rất nhiều mô hình bán nhà tạo lập thị trường. Nhà tạo lập thị trường mua các mô hình và vì chúng có tính phân dạng, điều đó có nghĩa là chúng có thể xuất hiện dưới dạng vào bất kỳ khung thời gian nào. Nhưng không có logic của câu chuyện. Tại sao nó phải lên đến một mức cụ thể? Được rồi, chúng ta đang xem mô hình tế bào tạo lập thị trường ở đây. Và có hai giai đoạn tích lũy. Khi tôi đang tìm kiếm một đợt tăng giá từ bất cứ giá thị trường nào và nói rằng tôi lạc quan, điều đầu tiên tôi làm là tôi sẽ chạy các khung thời gian cao nhất đến thấp nhất và tôi đang tìm kiếm một số loại tường thuật sẽ được sử dụng để giá được đưa lên một mức quan trọng cụ thể như một dạng của mảng cao cấp. Bây giờ nếu tôi đi vào khu chợ và tôi đang tìm kiếm quần short và tôi có chỗ trước khi giá thị trường ở mức nào, vào thời điểm tôi hát từ bảng xếp hạng và tôi nghĩ thị trường sẽ tạo ra khoản bán không đó ở đâu, nhất nếu có đủ phạm vi ở đó, tôi sẽ luôn cân nhắc sử dụng cạnh bên của đường cong của nhà tạo lập thị trường. Bằng cách nào đó, về cơ bản đó là khu vực bóng mờ màu xanh ở đây, và tôi có thể không nhận được số tiền tích lũy đầu tiên. Vậy tôi sẽ tìm cái gì? Nhiều khi là giai đoạn thứ hai của quá trình tích lũy lại. Điều đó khiến tôi phải lao vào mảng cao cấp đó. Có những ví dụ về tôi trên kênh YouTube của tôi. Tôi đã từng làm điều đó với bạn trên YouTube và kể từ đó đã dẫn đầu một số video, rõ ràng là vì tôi có âm nhạc trong đó. Quay lại ngày xưa khi tôi dùng Twitter, tôi sẽ đưa ra những ví dụ về việc tôi mua và bán những thứ giống nhau, nhạc cụ và chính tôi đang sử dụng. Những gì tôi đang cho bạn xem ở đây được chứ? Nên việc tôi đến trước mặt bạn không phải là vấn đề với một biểu đồ và đi qua nó, bởi vì có rất nhiều ví dụ và rất nhiều biến. Đây là lý do tại sao tôi gọi đây là mô hình giao dịch phổ quát, vì bạn sẽ học được qua nhiều năm kinh nghiệm được chứ. Ngay cả khi tôi cho bạn xem một ví dụ, nó vẫn không làm sức bề mặt của uyển chuyển, biết cách đọc giá và việc sử dụng khuôn khổ này sẽ cung cấp cho bạn. Nếu bạn đang nhìn vào tứ thị trường giao dịch ở đây và nói đó là SMB được không? Tôi đã sử dụng ý tưởng này sáng nay với SMB trong nhiều tương lai, hợp đồng tháng 6 năm 2022 và tích lũy, tái tích lũy lên đến một mảng cao cấp. Bây giờ vấn đề tôi gặp phải là thời gian là tôi không chắc chính xác mảng cao cấp nằm ở đâu, nhưng tôi biết nó sẽ giảm cao hơn bởi vì chúng ta đã thất bại trong việc tạo ra mức đáy thấp hơn và lẽ ra nó phải vỡ vào lúc 8:30 và khai thác tải trang di động thị trường. Nó đã không làm điều đó. Vì vậy tôi đã thấy sự thay đổi trong cấu trúc thị trường. Một cái gì đó có tác dụng này đã quay trở lại khoảng cách giá trị hợp lý, thậm chí vượt quá khoảng cách giá trị hợp lý, nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng giao dịch sẽ có khả năng thanh toán kỳ. Có lý do để nó lên mức cao cấp. Chúng tôi đã giảm giá trước đó, 9:30 mở cửa cho SMP. Vì vậy tôi đã sử dụng khuôn khổ này ở đây, sự tích lũy lại. Nhưng tôi không biết với bất kỳ sự chắc chắn nào về mục tiêu bên ngoài sẽ là gì. Vì vậy tôi chỉ sử dụng một cái đẹp. Mục tiêu dễ dàng là tạo ra khoảng cách giá trị hợp lý giữa điều đó đã xảy ra sau đó. Vì thế tôi đã không được chạy thực sự. Chiến lược thoát lệnh hoặc điểm giá cao nhất. Nhưng tôi không cần nó, được chứ? Vì vậy tôi đã sử dụng mô hình giao dịch phổ biến này. Mẫu số 6, sử dụng phía mua của đường cong thị trường, nhà sản xuất bán mô hình. Và đó là rất nhiều thứ phát ra từ miệng tôi. Nhưng nếu bạn ở bên tôi đủ lâu, mọi điều tôi vừa nói đều có ý nghĩa với bạn. Nhưng đây cũng chính là điều tôi muốn nói khi chúng ta bắt đầu thuật toán, bởi vì nó sẽ không giúp được ai có đã xem qua nội dung và nghiên cứu và ở bên tôi dưới sự bảo vệ trong ít nhất tối thiểu một năm. Vì vậy tôi muốn khuyên bạn nên vượt qua tất cả các khung thời gian mỗi tuần như đi qua giá tốt chạy đó, có một đợt bán tháo tốt đẹp hoặc một cuộc phục hồi từ họ, bắt đầu một mức giá cụ thể và sau đó quay lại và xem liệu có thị trường không, nhà sản xuất mua hoặc bán mô hình đó liên kết với điều đó, và bạn sẽ tìm thấy hầu hết thời gian là như vậy.
Vì vậy, khi chúng ta xem xét giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai giữa tích lũy, trước bước ngoặt, mô hình của thị trường bản thân tôi, bạn có thể dùng, ví dụ, nhà tạo lập thị trường đó, giai đoạn tích lũy ở đây, và săn mô hình YouTube, đó là model 13 của chúng tôi, chiến lược thâm nhập, hoặc bạn có thể sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý đơn giản, nó ở đằng nó đang quay trở lại, và đó là lớp dài của bạn. Và điều tương tự ở đây. Vì vậy tôi muốn bạn nghĩ về cách bạn có thể sử dụng chiến lược thâm nhập với tiền đề này trong tâm trí. Nhưng nói chung, bạn muốn biết nó đang vươn tới đâu. Một số loại mục tiêu, một số loại mảng cao cấp và... Tôi biết những người đã trải qua năm 2021 đã lao qua nó, đặc biệt là những người trả tiền nhanh. Họ sẽ không nhận được nhiều từ những video này. Nó sẽ có cảm giác không đầy đủ hoặc rời rạc. Và đó chỉ là vì bạn không biết những điều bạn nên biết trước khi xem những video này. Vậy nói cách khác, các video lý thuyết thuật toán thực sự giống như cuộc trò chuyện mà tôi sẽ, chúng tôi đã có một buổi hội thảo cả tuần. Và mỗi ngày tôi dạy các thành phần và ý tưởng cũng như cách mỗi thứ ăn khớp với nhau và những gì bạn nên và những gì bạn không nên và cách điều hướng điều này và những gì mong đợi ở đây và ở đó. Bạn nên chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Vậy nên cứ như vậy khi tôi tình cờ nói về mọi thứ và dành cho bạn những gì tốt nhất của tôi. Lời khuyên về những gì lẽ ra bạn nên thu thập được từ tất cả những điều này dưới sự thực tập của tôi chủ yếu là tất cả những thứ này khớp với nhau. Bạn chưa thể hòa nhập với nhau bởi vì bạn mới làm việc này. Nhưng nếu bạn tập trung vào thực tế là bạn không thể làm đúng bây giờ và bạn cảm thấy thất vọng với nó sẽ khiến bạn không thể làm tốt việc đó. Và bạn chỉ cần liên tục nhấn vào nó, kiểm tra lại, xem ví dụ. Viết nhật ký được rồi, đó là điều số một, ghi nhật ký và chú thích biểu đồ của bạn. Vậy rõ ràng là các khái niệm có tác dụng. Rõ ràng mô hình này là bạn biết điều gần gũi nhất với những gì tôi thực sự làm trong giao dịch của mình mà không thực sự cung cấp cho bạn mô hình giao dịch thực tế của tôi. Nhưng điều này rất gần với nó, và bạn có thể thấy tôi hoàn toàn dựa vào những điều này. Mô hình giảng dạy để cho bạn thấy những gì tôi có thể làm với ngôn ngữ tôi đã tạo, không tiết lộ quá nhiều. Vì vậy, khi tôi đưa ra các ví dụ của mình, bạn có thể thấy rõ logic ở những nhà tạo lập thị trường theo mô hình và bán mô hình. Bạn có thể thấy logic của việc tôi bước vào và các mục kim tự tháp. Được thôi khi tôi đang thực hiện nhiều mục hơn ngoại trừ những lúc nó không cho tôi cơ hội để làm kim tự tháp. Và khi nào thì đó, nếu chúng ta biết rằng thị trường đã tăng giá, được rồi và nói rằng tôi có mục tiêu hoặc mảng cao cấp ở đây và nó chạy ít nhất trên 50% thời gian chạy. Từ nơi tôi nghĩ thị trường bắt đầu, nó chạy đến mức cao cấp. Nhưng nó chạy 50% trong số đó. Sau đó nó quay trở lại. Tôi sẽ giả sử vào thời điểm đó rằng chúng ta sẽ chỉ có một giai đoạn tích lũy. Điều đó có nghĩa là tôi không thể thực hiện bất kỳ hoạt động xếp. Vì vậy khi tôi nhìn vào một cuộc chạy từ giá thị trường đến giá cao, tôi đang dự đoán kiểu chạy này đây, rằng tôi cần phải có ít nhất hai giai đoạn cho. Tôi không thể kim tự tháp. Vì vậy nếu tôi định ở đây lâu và sau đó tôi nói dài thế này, tôi có thể kim tự tháp. Nếu tôi đi lâu ở đây và nó chạy lên, tôi xuống và bắt đầu thoái lưu. Sau đó tôi có thể, bởi vì tôi biết chúng ta vẫn chưa đạt đến mức cao nhất, đúng cao cuối. Nên tôi không cố gắng kim tự tháp vì lợi ích của kim tự tháp. Nó phải có một phạm vi chưa thực hiện được, vẫn còn ở chợ. Nghĩa là chưa thực hiện được như từ đây đến mục tiêu tôi đang tìm kiếm, hoặc từ mức thấp này đến mục tiêu tôi đang tìm kiếm. Đó là phạm vi chưa thực hiện. Vậy là không có nghĩa là bạn sẽ đạt được mục tiêu đó. Nó có ý nghĩa trong quá trình suy nghĩ. Cuộc đối thoại nội tâm là tôi đang tìm đường chạy. Điều đó hy vọng sẽ mang lại cho tôi nhập offer và khoan một điểm dừng tế bào ngắn hạn, chạy rồi tập hợp. Vì thế, bằng cách có những ý tưởng này và sử dụng những gì tôi đã dạy bạn, từ chiến lược thâm nhập mang tính khái niệm đến quản lý tiền và cả kim tự tháp, tất cả họ đều đến với nhau khi bạn có kinh nghiệm đằng sau bạn để nhìn thấy chúng trước khi chúng hình thành.
và nó nghe có vẻ cao quá vẻ như bạn biết. Hoang đường, nhưng bạn đã thấy nhiều ví dụ và chỉ. Bạn biết đấy, trong một vườn nho nhỏ tôi làm lại trên tài khoản Twitter hiện tại của mình. Bạn có thể xem những ví dụ mà tôi đưa ra trên YouTube, bởi vì tôi luôn công khai những ví dụ đó. Chưa bao giờ có bất kỳ những giải thích hoặc ví dụ bí mật riêng tư được hiển thị. Chỉ trong sự cố vấn được thôi, tôi có thể khuếch đại những điều mà tôi đã thể hiện công khai, nhưng tôi thực sự không làm gì ở đây. Đó là riêng tư. Bởi vì tôi muốn từng chút bằng chứng tôi sẽ nộp, nó sẽ được công khai nên. Khi chúng ta có những khoảnh khắc mang đến cho bạn ít nhất hai giai đoạn tích lũy và lạc quan hơn, bạn có thể chọn và chỉ giao dịch ở bên này và có thể không muốn giao dịch bán khống ở đây. Tốt rồi. Cho máy phát điện hung hãn được rồi. Và tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đặc biệt đang muốn làm điều đó bởi vì bạn đã thấy những gì tôi đã làm và có vẻ như ưu tú. Tình trạng của bạn nơi bạn đang mua. Bán nó ở gần mức giá cao và sau đó viết nó xuống mức che phủ thấp và mua lại, đang tiến tới mức cao ngắn hạn. Đó là giao dịch phi thường được rồi. Tôi sẽ không đánh ngựa để có thể làm được điều đó. Bạn thực sự đã tham gia. Bạn sẽ không thể làm điều đó ngay lập tức, nhưng sử dụng những gì tôi đã dạy bạn, bạn có thể đi và phát triển thành đó. Thước đo tốt về năng khiếu. Nhưng cố gắng gấp rút làm ngay, vì có thể nói, tôi có thể làm điều đó giống như công nghệ thông tin, hoặc tôi có thể làm điều đó tôi tốt hơn mọi người khác. Đó không phải là động lực. Động lực nên là, tôi có thể tìm thấy một thiết lập luôn lặp lại không, từ đây hoặc ở đây đến một mức độ, lặp lại với sự nhất quán của tôi. Tôi có thể tìm thấy loại khung đó không, và nếu bạn chỉ có một giai đoạn tích lũy ở đây, bạn biết rằng bạn có thể sẽ trong một đợt tăng giá parabol, chỉ khi bạn đang giảm và nó sẽ nhanh chóng đạt đến cấp độ đó, chỉ để đi xuống. Vậy điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhấn nhiều hơn vào phía tế bào, mà chúng ta sẽ nói đến ở mẫu số 7 lý thuyết thuật toán. Vì vậy, bằng cách sử dụng các ví dụ mà bạn đã đưa ra khi tôi đã hiển thị trên Twitter sáng nay, ngày 31 tháng 5 năm 2022, bạn có thể thấy giá hợp nhất ở đây và tôi cảm thấy rằng họ có thể đạt được điều này cao, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến người thân. Tôi nhận mức cao ngang nhau ở đây, nhưng cuối cùng lại vượt lên trên và quét cái đó. Vì vậy tôi đã lạc quan, bởi vì chúng tôi đã không loại bỏ phần tế bào ở đây, chúng tôi đã đi xuống rất gần nó, và chúng tôi đã có khoảng trống khá lớn ở đây, nên tôi đã nghĩ là được. Tôi muốn mua hàng với mức giá hợp những gì tôi đã làm. Điểm dừng của tôi ở ngay dưới mức thấp, và nó đã đến gần, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ không làm được điều đó bởi vì đáng lẽ phải chạy nó trong thực tế là nó đã rất chậm trong logic về nó, và nó đã đi trước. Khai mạc lúc 9:30, nên tin tức lúc 8:30 không thể đẩy chúng ta xuống được nhé. Vậy bây giờ là 8 đã xuống thấp hơn ở đây, và sau đó chúng tôi tập hợp lại sự thay đổi ngắn hạn trong cấu trúc thị trường với một khoảng cách khá dài, dừng lỗ dưới mức dao động thấp. Đó là nó. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra mặc dù nó phục hồi, mang lại cho tôi lợi nhuận. Đây là gì? Nó đang quay trở lại trạng thái hợp nhất ban đầu, phải không? Vì vậy đây là giai đoạn tích lũy đầu tiên. Bạn có thể là người mua ở đó với kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ chạy, hoặc trường hợp khác có mức cao bằng nhau, hoặc trường hợp điều mà tôi không mong đợi, cảm giác như nó có thể xảy ra. Nhưng ban đầu sự quan tâm của tôi thực sự nằm ở đây. Vì vậy bạn có thể là người mua ở đây với mục tiêu ở đó. Và đây là giai đoạn tích lũy thứ hai ở đây. Ở đây một khoảng trống rơi vào đó và sau đó chuyển đến mảng cao cấp, và sau đó điều gì sẽ xảy ra? Phía tế bào của lề đường bắt đầu, và nó cất cánh và giao dịch ở mức thấp hơn, loại bỏ sự hợp nhất ban đầu và đào sâu vào nguồn thanh khoản sâu hơn. Khi nhà tạo lập thị trường theo mô hình, tập trung vào bên cạnh, hoạt động vốn cổ phần có khả năng kháng cự thấp và fractals, chúng tôi đang tìm kiếm những trường hợp mà chúng tôi dự kiến thị trường sẽ giảm ở đây. Được thôi, và may mắn sẽ có. Tôi có một ví dụ khác về điều đó ngày hôm nay, nên thị trường giao dịch giảm xuống mức mà tôi nghĩ, hoặc bạn sẽ hiểu nó là giảm giá.
và sau đó bạn chờ đợi một số biện pháp đảo ngược. Sự thay đổi khí trong cấu trúc thị trường, mua rủi ro thấp và sau đó tích lũy. Và sau đó tích lũy lại giai đoạn thứ hai, và nó chạy để xóa bản gốc, hợp nhất cho tính thanh khoản đó. Mẫu này, nếu bạn chưa để ý, thì lẽ ra tôi nên đề cập đến điều này ở slide trước, nói về nhà tạo lập thị trường bằng cách nào đó. Nhưng nó có thể hoán đổi cho nhau, mọi thứ đều đảo ngược về mặt logic. Nhưng đây có thể là hồ sơ hàng tuần. Đây có thể là một hồ sơ trong ngày. Đây có thể là hồ sơ hàng tháng. Vậy tất cả những cánh giá này đều là fractal. Nhưng sự mong đợi về việc nó đang làm, nó đang củng cố ở đây để đi xuống. Tại sao nó lại đi xuống? Nó sẽ đi xuống để lên cao hơn. Đó là câu chuyện kể. Đang trong giai đoạn hợp nhất, đang quay lại đây, nó đang thoái lui ở đây để lên cao hơn thế này. Hay nó đang thoái lui chỉ để bán, nó đang thoái lui chỉ để đi ngắn. Vì vậy đó là sự phân phối đầu tiên, phân phối sân khấu, phân phối giai đoạn 2. Vì vậy khi chúng ta xuống tới mức này ở đây, chúng tôi đang tìm kiếm một điểm mạt tại đó. Giá về cơ bản chứng minh cho chúng ta thấy rằng muốn tăng cao và sau đó nó sẽ diễn dưới hình thức thay đổi cấu trúc thị trường ngắn hạn. Và bạn có thể sử dụng những gì tôi đã dạy trên kênh mô hình cho điều đó để làm cho nó rất đơn giản và đơn giản. Sau đó chúng ta đều có bằng chứng cho chúng ta thấy rằng nó muốn tăng cao hơn. Vì vậy mỗi khi có một điểm lên nến ở phía tế bào của đường cong, điều đó có nghĩa là điểm thấp nhất bên trái. Đây là điểm có nến ở gần, hoặc chúng ta sẽ được mong đợi khi ở gần những ngọn nến niềm tự hào di chuyển thấp hơn. Điều tương tự ở đây, nến gần, ở đâu đó trong cánh giá này. Chúng tôi mang chúng qua đường cong, điều đó có nghĩa là bước ngoặt ở đây. Mức độ này ở đây, chúng tôi cũng thực hiện điều đó qua đường cong, vì vậy chúng tôi đang tìm quay trở lại khu vực cũ, phân phối trở thành một mức độ tích lũy mới. Vì vậy tích lũy giai đoạn đầu tiên là ở đây, bạn có thể là người mua, và tái tích lũy giai đoạn thứ hai. Đó là nơi sẽ diễn ra những biến động giá năng động nhất, và sau đó nó tập hợp lại. Vì vậy tôi đang tìm cái này, hiện tượng xảy ra ở mọi khung thời gian tôi đang xem. Nếu tôi có thể tìm thấy nó, và nó phù hợp với câu chuyện của tại sao tôi nghĩ giá nên làm những gì nó đang làm, và nếu đó là một sự thiên vị rằng tôi cảm thấy thoải mái khi giao dịch với khung thời gian khó khăn, sự thiên vị đằng sau tôi, và đó là thời gian trong ngày và ngày trong tuần, và thậm chí có thể đó là xu hướng theo mùa. Không phải là bạn phải có cái, nhưng điều đó thậm chí còn giúp ích nhiều hơn nữa, thì nó mang lại cho tôi sự tự tin để có thể thực hiện các giao dịch. Và dường như tôi vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi bởi thành viên từ nhóm 2016. Làm sao tôi biết có thể tin tưởng vào khoảng cách giá trị? Chả nó phải phù hợp với loại logic này ở đây. Và nếu tôi nhận được một khoảng cách giá trị hợp lý ở trung lập với khu vực phân phối cũ, tôi sẽ tin tưởng Fairbank gap đó sẽ không bị phá vỡ thành nhược điểm và chỉ. Bạn biết đấy, hãy giảm xuống nếu không sao đâu. Tôi đang trả mức dừng lỗ để thực hiện công việc của mình. Điều tương tự ở đây, nếu tôi thấy một khu vực phân phối cũ bây giờ trở thành một khu vực cũ phân phối bây giờ tích lũy lại, đó là lĩnh vực tôi sẽ tin tưởng vì tôi có. Câu chuyện có thể đã vượt lên trên những đỉnh cao này. Chúng tôi đã đi xuống để đi lên. Chúng tôi đã cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc. Chúng tôi đã cho thấy sự tích lũy ở đây. Bây giờ chúng ta đang ở vùng mà nó sẽ tích lũy lại. Vì vậy có một khoảng trống khá lớn ở đây. Tôi xin lệnh tổ chức cho cuộc diễn tập hiện cảnh. Tôi sẽ thực hiện giao dịch đó với kỳ vọng rằng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra, thu hẹp khoảng cách trong hơn, chồng lên nhau và đi xuống thấp hơn trong những từ, nên tôi tin tưởng nó, bởi vì tôi có những điểm hợp lưu khác đằng sau tôi. Vì vậy tôi sẽ không tham gia thị trường với cái này, một trong những ý tưởng mà tôi đang dạy bạn, và đó là tất cả những gì cần có. Đó không phải là thứ tôi muốn bạn xem. Theo cách giải thích của tôi về hành động giá, tôi không muốn bạn làm một dạng trong số một điều, chỉ sợ rằng anh ta đã nhận được khoản trở nên vô dụng trong tay của một người mới vào nghề. Vì vậy bạn phải có tất cả những điều này đằng sau bạn. Và nếu bạn chỉ nhìn vào các bình luận trong kênh Twitter hoặc kênh YouTube của tôi, những người vừa rồi đang cố gắng học cách làm, họ đang gấp rút tham gia bằng tiền trực tiếp. Họ đang phạm sai lầm vì thời gian. Tôi tưởng tôi đã nhìn thấy khoảng cách giá trị hợp lý này ở đây, hoặc họ sẽ gửi tin nhắn cho tôi và họ muốn tôi ít nhiều cùng ký vào giao dịch của họ. Đó luôn là trường hợp, ngay cả trong các nhóm cố vấn ở đây. Mọi người sẽ luôn gửi email cho tôi, và phần lớn họ sẽ bị bỏ qua, bởi vì họ muốn tôi đóng dấu chấp thuận cho họ. Tôi không có thời gian để ngồi xuống và xem email của mọi người số 1-2.
Nếu tôi nói với bạn, hoặc nếu tôi đưa ra phản hồi cho bất kỳ ai khác về đó không phải là việc đó là công việc của tôi, và bạn sẽ không học được gì ngoại trừ sự phụ thuộc vào nhau. Vì vậy bạn phải trải qua quá trình, và nó không dễ dàng. Đây là phần cứng, công việc trải qua, khi có cảm giác như bạn sẽ không bao giờ, đó là quá trình bình thường. Với bất cứ thứ gì mang tính kỹ thuật, bất cứ điều gì đáng có hoặc sẽ luôn đi kèm với rất nhiều khó khăn và cũng nghịch cảnh. Nhưng nó đáng giá đấy mọi người, điều đó thực sự đáng giá, và thời gian sắp trở nên thực sự khó. Và nếu bạn có thể thấy mình ở một ít nhất bạn có thể kiếm được một nửa về những gì bạn thường làm trong, nếu không thay thế toàn bộ thu nhập, đó sẽ là một điều may mắn. Nhưng bạn không muốn đặt tất cả của bạn kỳ vọng vào một điều cá nhân mà tôi đã dạy bạn, như khoảng trống phe baby hoặc khối lệnh hoặc một điểm giao dịch tối ưu hoặc tổ chức lệnh cho mục nghiệp khoang của bạn. Hy vọng thực hiện công việc ở hậu trường và tìm kiếm cấu trúc giá tổng thể ở đây, nhưng tập trung vào phía mua của đường cong, khi đó là mô hình bán hàng có tính và nó nên bình tĩnh lại ở mức này để tiến lên cao hơn. Đó là câu chuyện kể. Bạn biết nó đang đi xuống, đào sâu hơn, nó tạo ra mức thấp ngắn hạn, bắt đầu tập hợp. Vậy theo cách đó, những gì người bán lẻ muốn mua, có những điểm dừng thấp hơn, có một cá nhân sau đó bắt đầu làm việc một lần nữa, và họ nghĩ, ồ, tôi đã sai, tôi đến hơi sớm một chút, và họ đi mua lại. Họ đặt tín hiệu đồng hồ bấm giờ, và họ lại hết, sau đó đi vào cấp độ mà chúng ta mong đợi. Cái này có thể lớn hơn, khung buộc cao hơn, khoảng cách giá trị, nó có thể là một khối đơn, nó có thể là một cái cầu giao được rồi, hoặc có thể chỉ đơn giản là một niềm vui được đưa trở lại vào. Và những ý tưởng đó sẽ như vậy, liên kết đến mô hình độc đáo của bạn. Giống như tôi đã nói, có rất nhiều con mắt thương mại, ý tưởng và cơ hội mỗi tháng và mỗi tuần, và một vài trong số đó ngày nay. Và mặc dù tất cả các bạn đều đang học những khái tập thể như một cộng đồng, bạn sẽ khó tìm được. Bạn biết cả tá, những kẻ phản bội làm điều tương tự ở cùng một mức giá và cùng mức dừng, cùng một mục tiêu, vì họ đang mang cả tính riêng của họ vào. Nhưng những thứ này tôi đang cho bạn xem, đây là những bản thiết kế, đây là những khuôn khổ mà bạn tìm kiếm các thiết lập và giải thích lý do tại sao bạn lại đưa ra mức giá dù đang làm một việc cụ thể, và nó không phù hợp với tiêu chí này ở đây, thì rất có thể, có lẽ bạn đang làm điều gì đó bị ép buộc, hoặc nó ổn. Đơn giản là nó không có trên thị trường. Và nếu thị trường bắt đầu di chuyển từ mức chúng tôi mong đợi xuống đây, và chúng tôi hy vọng nó sẽ chạy lên đây như một mục tiêu phía trên sự kết hợp ban đầu, nếu đó là trường hợp, và chúng tôi có một mức giá tăng trên 50% mức giá đó, khoảng cách giữa mức cao và mức thấp ở đây, và nó bắt đầu hồi tưởng, thì tôi đã nghĩ sai và có một cái giai đoạn tích lũy. Vì vậy tôi không thể thực hiện bất kỳ hoạt động xếp hình kim tự nếu tôi có một cái ở đây và đi khoảng một nửa hoặc ít hơn một chút vào, kéo trở lại vào, thì tôi biết tôi có cơ hội làm kim tự tháp, vì thế tôi có thể làm việc lâu dài ở đây, có thể là 10 hợp đồng của SMB, thì tôi có thể làm 5 việc ở đây. Và nếu nó mang lại cho tôi một loại thì chỉ bài tập giới thiệu offer tại đây ngay trước khi nó hết mức cao, và tôi nghĩ nó sẽ tiến lên cao hơn, không chỉ ở đây. Sau đó tôi có thể thêm 2 hợp đồng khác. Vậy nó sẽ là 10, 5 và 2 hoặc 10, 5 và 3. Một cái gì đó có tác dụng đó được rồi, và đó gần như là những gì tôi đang làm, giống như tôi đang trải qua quá trình tìm kiếm cấu trúc này về giá, đáp ứng và đồng ý với câu chuyện mà tôi mong đợi, để biết giá cho phiên cụ thể đó, hoặc một ngày cụ thể, hoặc tuần cụ thể đó được rồi. Bởi vì những hồ sơ này, những nhà tạo lập thị trường này mua chúng không bị giới hạn ở bất kỳ khung thời gian cụ thể nào, nhưng logic đằng sau chúng, và khi bạn đang tìm kiếm cho những điều cụ thể về tích lũy hoặc phân phối, họ phải đáp ứng những gì tôi đã giải thích, và nó không giống như tắt được đâu. Nó là những yếu tố rất cụ thể, phải tự cân bằng dựa trên mặt nào của lề đường giá trên. Đúng rồi, bạn có thể có thêm chút về điều tương tự sáng nay. Đây là biểu đồ tôi đã chia sẻ trước đó trên nguồn cấp dữ liệu Twitter của mình. Tôi đã đề cập rằng chúng ta sẽ thấy những điểm dừng ở đây được thực hiện. Và một khi nó đã được xóa sạch, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ, và tôi muốn thấy giá hơn, giao dịch trên mức 43 và A trên 2. Nên bên tôi nghỉ ở đây. Nếu bạn nhìn vào ví dụ đầu tiên được hiển thị trong này, chủ đề thảo luận, đây là giai đoạn tích lũy đầu tiên.
tích lũy giai đoạn 2, và sau đó nó chạm vào mảng cao cấp nhé. Cái cao cũ ở đây là và đi gần đến đường màu xám ở đó là những gì nó đang làm bây giờ. Điều này trở thành một khu vực có hai cấp độ. Sau khi thị trường sụp đổ, chú ý rằng không có sự thật. Sự thoái lui cho phân phối giai đoạn đầu tiên hoặc giai đoạn thứ hai. Vì vậy vì điều đó, sự suy giảm ở đây chỉ là họ chạy ra khỏi sell side và sau đó, họ đã đưa ra một ví dụ nữa trong đó họ tạo ra mức thấp. Có ai đã lâu họ đánh gục những cá nhân đó bởi vì tính thanh khoản được thiết kế. Sau đó nó bắt đầu cuộc biểu tình. Chúng tôi có một khoảng trống ở phe bay, tập hợp phe bay gấp ở đây. Tập hợp lại để quay trở lại khoảng trống phe bay cuối cùng ở đây. Rồi đánh rơi. Đến một khu vực của tế bào ký hiệu đây là gì? Cái gì ở đây vậy? Đó là sự hợp nhất ban đầu. Đó là bên dưới bên mua ở đây. Vì vậy, khi tôi đang xem, tôi thấy điều này là ổn. Đây là mô hình mua của nhà tạo lập thị trường. Nên tôi muốn mua ở bên lề đường. Điều đó có nghĩa là nó phải quay lên. Tôi đang đợi ngay. Mình mua sớm ở đây và phải vượt qua chuyện này. Điểm dừng của tôi là rõ ràng là không chạm vào, nhưng nó có bị rơi xuống không? Tôi có thể dễ dàng có một đặc điểm thua cuộc, nhưng logic vẫn còn đó. Thị trường đã đi xuống, đã vượt qua mức đó một lần và sau đó đạt đến mức giá này ở đây, và tôi đã thiết biểu đồ này. Tôi đã nói đây là nơi tôi nghĩ nó sẽ đi tới, và nó đây rồi. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để tiến, bởi vì chúng tôi đã loại bỏ phần tế bào. Vậy là tiền thông minh đã tích lũy ở đây. Tất cả các tế bào dừng lại, họ muốn ra ngoài ở đâu? Ở trên đây nơi tôi đã lấy một phần, và ở trên đây nơi có tính thanh khoản của B-cell. Vì vậy trong fractal nhỏ này ở đây, tôi đang mong đợi một nhà tạo lập thị trường theo mô hình biểu mẫu. Vì vậy đây là biểu đồ một phút, và chúng tôi đang xem xét sự hợp nhất đó, và chiều cao tôi nghĩ nó sẽ được đưa ra bên cạnh, và thị trường có khu vực này. Phân phối cũ trở thành một mức tích lũy mới ở đây. Vì vậy đây là đường cong, phía nam của đường cong ở đây. Bên phải của nó là cạnh của đường cong. Đảo ngược tiền thông minh, mua rủi ro thấp. Sự tích lũy. Giai đoạn tái tích lũy thứ hai và sau đó bạn thấy giá tăng thêm. Vì vậy bên cạnh được nhắm mục tiêu ở đó. Sự hợp nhất ban đầu là ở đây. Vì vậy chúng ta có kết quả rút thăm ban đầu ở đây và ở đây. Tích lũy giai đoạn đầu. Tái tích lũy giai đoạn 2. Đu thấp, tạo tiền đề cho đợt tăng giá năng động đó. Tất cả năng lượng đều có ở cái thứ hai. Và nó đưa chúng ta tới đây, ở đây. Và về cơ bản tôi đã phác thảo toàn bộ điều này bằng cuộc thảo luận đơn giản với những gì tôi mong đợi trên Twitter. Mà không trải qua cơ chế của mọi thứ tôi đang chỉ cho bạn ở đây. Bây giờ cụ thể hơn, chúng ta có thể thả xuống biểu đồ 15 giây. Tôi đã có sẵn cho tôi, và tôi sẽ không chia sẻ điều hình như này, vì nó sẽ dạy cố vấn trên Twitter, và tôi không làm điều đó. Nhưng đây là niềm an ủi ban đầu. Đến gần, mang nó đi qua, để ông chủ thoát khỏi đường cong. Bạn có thể thấy nó rơi xuống tích lũy giai đoạn 2. Đến gần, nghe điều đó thông qua ông chủ ra khỏi đường cong. Bạn thấy chúng ta đã đi xuống đó và tích lũy lại. Vì vậy chúng ta có sự tích lũy ở giai đoạn đầu tiên, có thể là người mua ở đó. Tích lũy giai đoạn 2. Đó là cái có mức giá biến động nhất, và bạn có thể thấy nó ở đó. Mọi thứ tôi đang dạy bạn, nếu bạn có ý tưởng về nơi mà thị trường sẽ thu hút, đó là lý do tại sao tôi luôn thuyết giảng điều này. Đây là điều quan trọng nhất, đó không phải là điểm vào được. Không phải là biết thị trường sẽ đi về đâu, bởi vì nếu bạn có thể có ý tưởng đó và luôn đúng về điều đó, và bạn có thể tìm mẫu này, bạn sẽ có thể giao dịch mỗi lần in, cho dù đó là biểu đồ 15 giây, biểu đồ 1 phút, biểu đồ 5 phút, biểu đồ 15 phút, biểu đồ 1 giờ, biểu đồ 2 giờ, biểu đồ 4 giờ, biểu đồ 90 phút, biểu đồ hàng ngày, biểu đồ hàng tuần, biểu đồ hàng quý. Bạn hiểu đúng những gì bây giờ tôi đang trở nên đáng ghét, nhưng vấn đề là, bạn sẽ hoàn toàn được cởi trói. Bạn sẽ không có giới hạn. Không có gì và bạn sẽ có thể giao dịch ở mọi khung thời gian, trong mỗi fractal. Bây giờ đó không phải là lời mời đi ra ngoài và thử và cố gắng giao dịch như một kẻ điên nhé. Bạn phải có một loại kỷ luật nào đó. Nhưng biết bạn đang tìm kiếm điều gì và kết hợp những điều bạn đã được dạy ở đây. Đó là cách bạn nhận được kết quả.
Bạn không thể chỉ đảm nhận một việc cơ sở của chỉ một điều đó, bạn phải có sự hợp lưu. Trong yếu tố kinh nghiệm sẽ tăng lên khi bạn làm điều đó ngày càng nhiều. Và đừng sợ hãi hay nản lòng nếu bạn làm sai. Bởi vì khi bạn làm sai, đó là nơi bạn đang học. Đừng nhìn vào việc làm sai trong khi bạn đang phát triển như một thất bại. Đó là nơi bạn học. Bạn phải hiểu điều đó. Đó là lúc để bạn hiểu thêm hơn những gì bạn đã làm trước khi bạn thực hiện bài tập đó hoặc bài buôn bán giấy tờ hay bất cứ điều gì bạn đã làm. Bạn thừa nhận là một thất bại. Khi nó không thất bại, đó là một nỗi đau khi trưởng thành. Và những cơn đau ngày càng tăng là một phần của tất cả những thứ này, được chứ? Vì vậy, nếu bạn thấy điều này, cho đến khi tôi nói chuyện với bạn lần sau, hãy an toàn nhé.